Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Easy Signal và mình là Thanh Huyền. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Trước tiên thì mình xin gửi lời chúc tới tất cả các quý nhà đầu tư và các bạn. Chúc các bạn có một tuần giao dịch thành công và thắng lợi. Trước khi đi vào phân tích xu hướng giá vàng của ngày hôm nay, mình xin chia sẻ thêm một chút là bên mình có app Easy Signal và đặc biệt là nhóm tín hiệu VIP trên Telegram. Hàng ngày thì chúng mình có đưa tín hiệu cụ thể cho vàng, dầu, US30 và các cặp tiền theo xu hướng ngắn hạn 20, 30 đến 50 pip. Đồng thời tất cả các anh chị em trong nhóm VIP đều được hỗ trợ tư vấn cứu cháy miễn phí. Vì vậy, ai có nhu cầu tham gia có thể liên hệ với các admin bên mình theo thông tin bên dưới phần mô tả của video này. Rất hy vọng được đồng hành cùng tất cả mọi người. Như vậy là chúng ta thấy là vàng đã di chuyển trong một cái biên độ khá là hẹp vào thứ 6 tuần trước, từ mốc 1957 lên quanh mốc 1972. Và hôm nay thì cũng sẽ không có dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ công bố. Nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục di chuyển trong một biên độ hẹp vào hôm nay. Hiện tại thì tâm điểm của thị trường vào tuần này là chỉ số giá tiêu dùng CPI của tháng 5 sẽ được công bố vào lúc 19:30 tối ngày thứ ba. Và chỉ số giá sản xuất PPI tháng 5 sẽ được công bố vào 19:30 tối ngày thứ tư. Tiếp theo sẽ là một cái thông tin rất là quan trọng liên quan đến quyết định lãi suất và cuộc họp báo FOMC được công bố vào lúc 1:00 đến 1:30 rạng sáng ngày thứ năm. Quay trở lại với CPI thì chúng ta thấy là CPI tháng 5 đang được dự báo ở mức là 0,3%, tức là thấp hơn so với kỳ trước đó là 0,4%. CPI năm của tháng 4 đang ở mức là 4,9%. Và nếu dữ liệu vào tuần này cho thấy lạm phát chậm lại sẽ là một động thái để cho Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng cao hơn hoặc ổn định mà không giảm xuống, thì tâm lý thị trường sẽ tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để tiếp tục cuộc chiến với lạm phát. Theo dữ liệu FedWatch của CME, Fed vẫn có khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 7, với xác suất thêm 25 điểm cơ bản vào khoảng 53%. Trong khi đó, khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần này lên đến 71,2% và chỉ có 28,8% khả năng Fed sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản. Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ tránh tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 13-14 tháng 6 đã hỗ trợ cho giá vàng. Tuy nhiên, các đợt tăng lãi suất bất ngờ gần đây của các ngân hàng trung ương lớn khác tương đương với Fed lại kích thích về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Điều này có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của vàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ ngày, giá đang nằm phía dưới các đường MA. Tuy nhiên thì về tổng quan, giá vẫn đang di chuyển phía trên cái đường xu hướng tăng giá trên biểu đồ ngày và trên cái mức hỗ trợ quanh vùng 1935. Chừng nào giá vẫn nằm phía trên cái đường xu hướng tăng giá và trên mốc 1935 thì vàng vẫn có cơ hội là phục hồi. Hiện tại thì histogram đã bắt đầu mọc dương rồi. Mình nghĩ nhiều khả năng hôm nay thì vàng sẽ không thể xuống quá là sâu. Trên biểu đồ H4 thì chúng ta thấy là vào tuần trước vàng đã không bứt phá được qua vùng kháng cự 1970, cho thấy đây là cái vùng kháng cự rất là tốt trong ngày hôm nay. Và cái vùng hỗ trợ quanh mốc 1954 sau nhiều lần phản ứng thì giá đều có cái động thái là rút râu. Hiện tại thì giá đang phản ứng với cái vùng hỗ trợ này rồi. Trên biểu đồ H1 thì chúng ta thấy là giá tiếp cận vùng hỗ trợ và hình thành một cây nến pin 3 đảo chiều tăng. Đây là một cái dấu hiệu rõ nét cho thấy cái xu hướng đảo chiều. Và trong buổi livestream tối ngày hôm qua của mình thì mình cũng đã nhận định là giá tiếp cận cái khu vực 1953 đến khu vực 1955 chúng ta có thể mua lên và dừng lỗ từ 3 đến 5 giá. Như vậy là ai đã theo được cái setup này thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta hold đến khu vực 1960 mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta thấy là trên biểu đồ H4 thì histogram đang mọc dương, tuy nhiên đã thấp dần và đường MACD chuẩn bị cắt xuống dưới đường signal rồi. Mình nghĩ là nếu có phục hồi thì hôm nay vàng sẽ chỉ phục hồi được đến khu vực 1960 đến khu vực 1963, chính là cái đường MA89 này. Sau đó thì sẽ giảm trở lại. Ở trên H1 thì chúng ta thấy là histogram vẫn đang mọc âm đúng không ạ? Và chỉ báo RSI chưa xuống khu vực quá bán thì mình nghĩ là nhiều khả năng vào hôm nay sẽ chỉ lên được khu vực 1960 mọi người nhá, quanh vùng 1960, sau đó thì sẽ giảm trở lại. Vì vậy cho nên là những ai đang mua được ở quanh vùng 1955 thì đến khu vực 1960 chúng ta sẽ quan sát, nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì chúng ta sẽ thoát vị thế mọi người nhé. Và nhiều khả năng mình nghĩ là ngày hôm nay giá có thể sẽ phá qua cái biên độ 1955.
Ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra lại với Fibo, thì chúng ta thấy là kéo Fibo từ cái đáy này lên cái đỉnh này, thì chúng ta thấy là giá đã phá qua Fibo 0.5 rồi. Thì cái mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là về Fibo 0.618, chính là khu vực 1952, và mạnh hơn sẽ là khu vực Fibo 0.786, có thể là xuống được khu vực 1947 mọi người nhé. Như vậy, tổng kết lại chiến lược ngày hôm nay, đối với vàng thì trong phiên Á, chúng ta có thể canh mua quanh khu vực 1953 đến khu vực 1955 và target về khu vực 1960. Đến đây thì chúng ta có thể quan sát, và nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì chúng ta sẽ canh sell lại quanh vùng 1960 đến khu vực 1963, và target về khu vực 1952 và sâu hơn sẽ là khu vực 1947. Đến đây thì chúng ta có thể canh mua lại mọi người nhé, quanh vùng 1947 nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì chúng ta có thể canh mua lại đối với vàng, dừng lỗ từ 3 đến 5 giá. Mình xin dừng video nhận định xu hướng giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xu hướng giá vàng tiếp theo.